Giờ học giáo lý du khách do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhân muôn lòng. Hãy nâng lửa thiêng hằng cháy, kết liên ba ngôi thần khí Chúa Cha. Thưa quý bạn, chị em, chúng ta học 167 câu trong cái phần chúng ta tin, nó tóm lại cái tin kính. Chúng ta đã học phần thứ nhất là phần chúng ta tin, và phần thứ hai là các bí tích, và trước hết là phần phụng vụ, là những cái hành động chính thức của giáo hội để thờ phượng Chúa, vì Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Và chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa 100%, cho nên chúng ta có bổn phận phải yêu mến, thờ phượng, tôn kính, đầu phục Chúa 100%. Vì tất cả chúng ta nhận lãnh từ nơi Chúa 100% tất cả mọi thứ, cho nên chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn. Vì vậy mà cái hành động chính thức của giáo hội để thờ phượng Chúa gọi là phụng vụ. Thì một cử hành phụng vụ không phải là một biến cố gồm những ý tưởng tốt và những thánh ca hay. Không phụng vụ nào tự tạo ra mình cũng như tự mình sáng kiến ra được. Phụng vụ chứng tỏ về một đời sống đức tin đã lớn dần trong nhiều thế kỷ và hình thành cho tới ngày hôm nay. Một việc đạo đức là một biến cố thánh đáng được tôn trọng. Phụng vụ trở nên hấp dẫn khi chúng ta cảm nghiệm được chính Thiên Chúa đang có mặt trong các dấu hiệu thánh, trong các kinh nguyện quý báu và thường là rất cổ kính. Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Cho nên phụng vụ không bao giờ được rút gọn vào một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình. Nhờ được tham dự vào việc Chúa Kitô trở về cùng Chúa Cha, chúng ta cũng được thông công cùng các thánh. Đúng như vậy, chúng ta một cách nào đó được tham dự vào cái phụng vụ trên trời. Nghĩa là chúng ta cử hành thánh lễ là một phụng vụ ở trên trời mà được thực hiện trên trần thế này cho chúng ta, vì phần rỗ linh hồn của chúng ta. Cho nên trong thánh lễ có Chúa Giêsu thì dĩ nhiên có sự hiện diện của mẹ Maria, của các thiên thần, các thánh thờ lạy Chúa Giêsu, và có Chúa Giêsu thì có sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng ta học một câu sơ trang, câu 168. Câu số 168 là: tại sao phụng vụ lại ưu tiên trong đời sống giáo hội và cá nhân? Vì phụng vụ là chốt đỉnh mà các hoạt động của hội thánh hướng về đó. Đồng thời phụng vụ cũng là nguồn suối trào ra các sức mạnh. Từ cái việc phụng thờ Chúa chính thức của giáo hội chúng ta gọi là phụng vụ. Cho nên đây là chốt đỉnh của mọi hành động của giáo hội. Đó là cái bổn phận của con người phải tôn thờ Chúa. Và dĩ nhiên là từ cái nguồn sức mạnh của chúng ta là ở nơi Chúa. Dĩ nhiên là những lời chúc tụng ca ngợi của con người không thêm gì cho Chúa hết. Chúa quyền năng và Chúa có tràn đầy hạnh phúc rồi. Nhưng mà qua những lời chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa, chúng ta nhìn nhận sự thật về mình, tùy thuộc vào Chúa 100%, thì chúng ta lại nhận lãnh được ơn thánh của Chúa. Cho nên đây là một sức thiên phát xuất từ nơi chính Chúa Giêsu và chữa lành cho tất cả chúng ta. Luca chương 6 câu 19.
Xưa Chúa Giêsu sống ở trần gian, thì đám đông dân chúng đã kéo đến với Chúa Giêsu vì họ muốn được chữa khỏi bệnh do sự có mặt của Chúa Giêsu. Thì ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể gặp gỡ Chúa Giêsu vì Chúa sống trong hậu thánh của Ngài, là người bảo đảm cho chúng ta, là người luôn luôn có mặt khi chúng ta phục vụ người nghèo và có mặt trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu hứa sẽ ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế, và ở trong những người nghèo, ở trong những anh chị em của chúng ta, ở trong giáo hội, ở nơi nào có hai ba người trực tiếp cầu nguyện nhân danh Chúa. Đó là những nơi mà chúng ta biết trực tiếp chạy đến trong vòng tay của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta để cho người gặp gỡ chúng ta, thì người sẽ dạy dỗ chúng ta, nuôi sống chúng ta, biến độ chúng ta, chữa lành cái bệnh kiêu ngạo ích kỷ của chúng ta, và chúng ta nên một với Chúa Giêsu trong thánh lễ. Cho nên Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào hơn, sống trong tình yêu vô điều kiện với Chúa, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc. Gioan chương 10 câu 10. Và như vậy, chúng ta đến với Chúa qua phụng vụ. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng ta để cho chúng ta kết thiệp với Chúa Giêsu mà dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Vì vậy chúng ta tin vào sự hiện diện của Chúa ở trong bí tích thánh thể và hiện diện trong anh chị em của chúng ta, hiện diện khi chúng ta hiệp nhau cầu nguyện. Đây là câu hỏi số 169. Khi chúng ta cử hành phụng vụ thì điều gì xảy ra cho chúng ta? Chúng ta được lôi kéo đến tình yêu của Chúa, được chữa lành, được biến đổi. Để chúng ta được nên một trong tình yêu của Chúa, Chúa chữa lành cái ích kỷ, cái đam mê bất chính, cái tội lỗi của chúng ta, và biến đổi chúng ta trở nên một con người biết yêu Chúa vô điều kiện, và từ tình yêu Chúa chúng ta ra đi phục vụ vô điều kiện. Chúng ta từ bỏ con người cũ tội lỗi của mình để chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu mà tôn vinh Chúa. Như một người tội lỗi ý thức mình đi theo con đường của mình, như đứa con hoang đàng khi bị đói vì thiếu chân lý của Chúa, thiếu tình yêu của Chúa, và cả đói về vật chất nữa, đói về tâm lý, đói về tinh thần, đói về vật chất, thì mới trở về cùng cha của mình. Và anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Luca chương 15 câu 20. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa Giêsu qua thánh lễ, qua các bí tích, qua việc phục vụ những người nghèo khó, qua việc chúng ta hiệp thông cầu nguyện với nhau, hai ba người tụ họp lại nhân danh Chúa Giêsu, thì Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta về với Chúa, chúng ta ở bên Chúa để Chúa chữa lành cho chúng ta, để Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu của Chúa, bằng lời chân lý của Chúa. Cho nên Thánh Vịnh 43 câu 4 đã diễn tả cái tâm trạng háo hức vui mừng về với Chúa. Và tôi sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa. Đến với Chúa là niềm vui của tôi. Tôi sẽ vui sướng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa bằng đàn hát. Cảm tạ Chúa của tôi. Cho nên tất cả cử hành phụng vụ của Hội Thánh và tất cả các bí tích của Hội Thánh chỉ có một mục đích là trao ban sự sống và trao ban một cách dồi dào cho tất cả chúng ta. Ngài trao ban sự sống thần linh của Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng Đích Thân nói với chúng ta, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6. Ai đến tham dự một cử hành phụng vụ và cảm thấy mình bị bỏ rơi, Chúa sẽ bảo vệ gìn giữ họ. Ai đến tham dự mà cảm thấy mình bị lạc lõng, sẽ tìm thấy Chúa đang chờ đợi họ. Chúa tình yêu chờ đón từng người chúng ta. Và Ngài thấy chúng ta trở về, Ngài thấy chúng ta trước. Chúng ta trở về là Chúa đã thấy chúng ta trước rồi. Và Chúa chạy ra ôm lấy chúng ta, hôn lấy hôn để. Vì Chúa thương xót từng người chúng ta. Cho nên phụng vụ là nơi
để lôi kéo chúng ta đến với tình yêu của Chúa, để được chữa lành, để được biến đổi. Và chúng ta trở nên con cái của Chúa, sống một đời sống đích thực là một người con của Chúa, một đời sống hạnh phúc mà trần gian này không thể cho được. Chỉ có khi chúng ta đến với Chúa và ý thức sự hiện diện của Chúa. Vì vậy chúng ta đi vào cái chương thứ nhất của phần thứ hai này là Thiên Chúa và Phụng Vụ. Bước sang câu hỏi số 170, nguồn gốc rất sâu xa của Phụng Vụ là gì ạ? Đó là chính Thiên Chúa. Trong người, trong Thiên Chúa diễn ra một lễ hội tình yêu đời đời ở trên thiên đàng. Một niềm vui của Cha, Con và Thánh Thần. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Người muốn chúng ta dự phần vào cuộc lễ vui vẻ của Người và ban cho chúng ta sự chúc lành của Chúa. Cho nên phụng vụ ở trên thiên quốc là chính Thiên Chúa, một lễ hội của tình yêu. Và nơi nào có tình yêu, nơi đó là hạnh phúc, nơi đó là niềm vui. Không có tình yêu, không có niềm vui, không có hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, nhất là trong phụng vụ, cốt lõi của phụng vụ là chính Thiên Chúa, là lễ hội của tình yêu. Trên đời này, các cử hành phụng vụ phải là những cuộc lễ tràn ngập vẻ đẹp và sức sống, lễ của Cha đã tạo dựng chúng ta. Trong đó, vai trò quan trọng của quà tặng của trái đất là bánh và rượu, dầu và ánh sáng, khói hương, thánh nhạc và các thứ màu sắc khác. Lễ của Con đã cứu chuộc chúng ta. Ta vui mừng vì chúng ta được giải thoát và lấy lại hơi thở khi nghe lời Chúa. Ta trở nên mạnh sức khi ăn các lễ vật thánh thể để được nên một trong tình yêu với Chúa Giêsu. Lễ của Chúa Thánh Thần đang sống trong chúng ta. Từ đó chúng ta được tràn đầy ơn an ủi, hiểu biết, can đảm, sức mạnh và được chúc lành từ các cộng đồng khi tôi hưởng. Cho nên đây là một lễ hội của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, lễ hội của tình yêu vĩnh cửu trên thiên quốc mà chúng ta được mời gọi để tham dự vào. Ngay giữa trần thế, chúng ta đã được Chúa Giêsu cho chúng ta cái cơ hội để kết hiệp với Chúa Giêsu ở trên bàn thờ, trên thập giá, để chúng ta làm một với Chúa Giêsu. Nhờ lời của Chúa, chúng ta được biến đổi. Được biến đổi đến một tâm tình, một tư tưởng, một sức sống, một cái nhìn, một phán đoán với Chúa Giêsu. Và là một tâm tình để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha đứng sáng tạo chúng ta, cho chúng ta tất cả những quà tặng của Chúa để phục vụ cho sự sống con người, và con người biết dâng lên Chúa cái phần của mình, cái phần hy sinh của mình, hy sinh những gì Chúa ban cho, để biết rằng tất cả là của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên lễ của Chúa Thánh Thần là đứng cho chúng ta cái tình yêu của Chúa, cho chúng ta tràn đầy cái sự an ủi, cái sức mạnh. Bảy ơn Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn can đảm, ơn sức mạnh để thi hành ý muốn của Chúa và sự chúc lành của Chúa. Cho nên chúc lành có nghĩa là nói ra cái điều tốt lành. Cái điều tốt lành này xuất phát từ Thiên Chúa. Đó là một hành vi của Thiên Chúa ban sự sống và gìn giữ sự sống. Thiên Chúa là Cha và là đứng sáng tạo mọi loài mới cho chúng ta, nói với chúng ta ở đây là tốt lành. Chúng ta được hiện hữu, được sống trên trần gian và đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Đó là những điều tốt lành. Thiên Chúa muốn cái sự lành cho chúng ta và Ngài chúc lành cho chúng ta. Câu hỏi số 171. Điểm chính yếu của phụng vụ là gì ạ? Là cử hành thánh thể. Mọi phụng vụ tột đỉnh là thánh thể, là mình máu của Chúa Giêsu. Nhưng tất cả mọi phụng vụ cũng là lễ phục sinh thu nhỏ. Chúa Giêsu cử hành với chúng ta lễ vượt qua của Người từ sự chết
đến sự sống. Và người mở cuộc vượt qua đó cho chúng ta. Vượt qua từ cõi chết đến sự sống đời đời. Vượt qua từ cái kiếp nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, để trở nên con cái của sự sáng, của tình yêu, của hạnh phúc. Cho nên biến cố phụng vụ quan trọng hơn cả chưa bao giờ có ở trần gian. Đó là lễ vượt qua mà Chúa Giê-xu đã cử hành với các môn đệ hôm trước ngày chịu chết trong bữa tiệc ly. Các môn đệ thưởng rằng Chúa Giê-xu đã muốn cử hành việc giải thoát Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng Chúa Giê-xu đã cử hành việc giải thoát toàn thể nhân loại khỏi quyền lực của sự chết. Ngài giải thoát toàn thể nhân loại. Ở Ai Cập chính là máu con chiên thời đó đã che chở dân Israel khỏi chết. Ngày nay chính Chúa Giê-xu là con chiên vẹn tiền, mà máu của Chúa Giê-xu, máu chiên Thiên Chúa, cứu toàn thể nhân loại khỏi sự chết. Cái chết và sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng cho biết người ta có thể chết và lại được sống. Đó là nội dung đích thực của mọi cử hành trong phụng vụ Kitô giáo. Chính Chúa Giê-xu đã so sánh sự chết và sống lại của Chúa với việc giải thoát Israel khỏi làm nô lệ Ai Cập, và dùng cái từ là mầu nhiệm vượt qua để chỉ cái hiệu quả cứu độ của sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Tương tự như máu con chiên đã cứu sống khi người Do Thái ra khỏi Ai Cập, thì Chúa Giê-xu là chiên vượt qua đích thực đã giải thoát loài người khỏi sự kìm kẹp của cái chết và tội lỗi. Đó là cái lễ vượt qua mà Chúa Giê-xu đã tạo cho chúng ta. Ngài ban một cách nhưng không, và chính Ngài đã gánh lấy những cái tội lỗi của chúng ta. Ngài như là con chiên vượt qua, sẵn sàng bị xác tế, bị hy sinh để cứu toàn thể nhân loại. Và chúng ta biết nếu đọc lại trong sách Xuất Hành chương 12 câu 13 thì tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập đều chết. Nhưng mà con chiên bị xác tế bôi máu trên cửa của người Do Thái thì gia đình Do Thái an toàn, không phải chết đứa con đầu lòng. Đêm ấy, ta sẽ rã qua khắp đất Ai Cập để sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người đến loài vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập. Vì ta là Đức Chúa, còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Cho nên, Chúa Giê-xu đã dùng cái dịp lễ vượt qua và hình ảnh của lễ vượt qua để chỉ về Chúa Giê-xu là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, đã đổ máu ra, đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta, để giải thoát nhân loại, không phải chỉ giải thoát Israel khỏi nô lệ Ai Cập, mà giải thoát toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi, khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho sự chết. Vì vậy mà chúng ta có cái phụng vụ tột đỉnh của Chúa Giê-xu là phụng vụ thánh thể, là chính mình máu của Chúa Giê-xu hy sinh cho chúng ta. Và bí tích thánh thể là cái dấu hiệu hữu hình, tất cả mọi bí tích là cái dấu hiệu hữu hình cho chúng ta thấy rõ ràng, như trong bí tích thánh thể là dùng bánh và rượu để diễn tả một thực tại vô hình, trong đó Kitô hữu có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa có mặt ở đó để chữa lành, để tha thứ, để nuôi dưỡng và làm cho chúng ta mạnh sức, và giúp Kitô hữu sẵn sàng để yêu thương. Tất cả các công việc trên đều do ân sủng của Thiên Chúa tác động hết. Cái gì cho chúng ta thấy nơi đấng cứu thế, chúng ta cũng thấy trong các bí tích. Đức Leo cả năm 400 đến năm 461, vị giáo hoàng đã nói rõ điều đó. Qua các bí tích, chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu. Câu hỏi số 172. Có mấy bí tích, tên là gì? Thì chúng ta biết là Chúa đã thành lập 7 bí tích. Chính Chúa Giê-xu thành lập 7 bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình thánh Chúa, bí tích giải tội, sức giàu bệnh nhân và truyền chức thánh, và cuối cùng là bí tích hôn phối. Và qua các bí tích là những dấu bề ngoài để diễn tả cái thực tại bên trong cho linh hồn chúng ta. Cũng giống như
đi vào một căn nhà, một công tắc điện, thì đó là cái dấu bề ngoài để chúng ta biết là có cái dòng điện đi bên trong. Khi chúng ta bật công tắc điện lên thì đèn nó sáng, tức là cái dòng điện nó đi bên trong. Mà đèn không sáng, một là bóng đèn bị cháy rồi, không có thể tỏa sáng được nữa, bị hư rồi, phải thay bóng đèn khác, hoặc là trong đó không có dòng điện. Cho nên bí tích là cái dấu bề ngoài, giống như công tắc điện vậy, là dấu bề ngoài để chúng ta biết là trong đó có cái nguồn điện, để bật lên thì đèn nó sáng. Thì bí tích là dấu bề ngoài, luôn luôn phải có dấu bề ngoài. Và Chúa Giêsu dùng những cái dấu bề ngoài đó để chỉ cái thực tại bên trong, như là cái dấu bề ngoài của bí tích rửa tội chẳng hạn, là cái nghi thức đổ nước để rửa, thì đó là cái dấu bề ngoài. Nhưng bên trong là Chúa tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa. Thưa, tại sao chúng ta cần ưu tiên lãnh các bí tích? Đó là câu hỏi số 173. Chúng ta cần đến các bí tích để đời sống eo hẹp, ngắn ngủi của chúng ta nhờ Chúa Giêsu trở nên giống Chúa Giêsu, nên con cái Thiên Chúa trong tự do và vinh quang. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta trở nên con cái của Chúa. Vì qua các bí tích, chính Chúa Giêsu hành động cho chúng ta, chính Chúa Giêsu tẩy rửa tội lỗi chúng ta, chính Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi chúng ta, chính Chúa Giêsu nuôi chúng ta bằng mình máu của Ngài, vì Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn chúng ta nên một với Ngài. Nhờ bí tích rửa tội, con người dễ bị thương tích do ma quỷ đã trở thành người con được Thiên Chúa bảo vệ. Chúng ta đã bị thương tích, nghiêng chiều và ích kỷ và tội lỗi rồi. Thì nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Chúa. Nhờ bí tích thêm sức, con người đang dò dẫm bước đi, được bước đi một cách vững chắc hơn. Nhờ bí tích hòa giải, người có tội được làm hòa trở về với Thiên Chúa. Nhờ bí tích thánh thể, những người đói khát trở nên bánh cho những người khác. Nhờ bí tích hôn phối cũng như bí tích truyền chức thánh, những người độc thân trở thành người phục vụ cho tình yêu. Nhờ bí tích sức giàu bệnh nhân, những người đang thất vọng lấy lại được tin tưởng. Trong tất cả các bí tích, chính Chúa Kitô đích thân là bí tích. Chính Chúa Giêsu thực hiện qua những bí tích đó, qua tay linh mục, để chính Ngài trao ban cái sức sống của Ngài và thánh hóa và biến đổi chúng ta nên một với Ngài và đưa chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc đời đời. Khi từ bỏ đời sống vị kỷ, chúng ta được lớn lên trong Chúa để sống đời sống đích thực không bao giờ chấm dứt. Một trong những cái mà bí tích đưa chúng ta đến là chúng ta từ bỏ cái ích kỷ của mình để làm cho chúng ta được lớn lên trong ân sủng của Chúa, trong sự liên kết mật thiết với Chúa và mãi mãi trong Thiên Quốc. Vậy thưa, tại sao tin vào Chúa Giêsu không đủ, Thiên Chúa còn cho chúng ta các bí tích nữa? Đây là câu hỏi số 174. Xin thưa là chúng ta cần đến cùng Chúa không phải chỉ bằng trí tuệ mà còn bằng cả giác quan nữa. Vì thế mà Chúa ban mình cho chúng ta qua những dấu hiệu mà chúng ta thấy được. Nhất là qua bánh và rượu, qua dầu, qua lời nói, qua việc xức dầu và đặt tay, là những cái dấu bề ngoài để chính Chúa thực hiện, Chúa hành động bên trong để làm cho chúng ta nên con cái của Chúa. Cho nên chúng ta chỉ tin vào Chúa Giêsu mà thôi, thì dĩ nhiên là nhờ lý trí chúng ta tin vào Chúa Giêsu, nhờ tình yêu chúng ta trao phó cho Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta cần những cái dấu bề ngoài để chúng ta biết chúng ta đang nhận lãnh. Vì chúng ta là con người có hồn, có xác, chỉ có tư tưởng không, mà không nói ra, không hành động, thì tư tưởng nằm yên ở đó, không ai biết hết. Nhưng mà qua cái dấu bề ngoài, chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa, và Chúa làm cho chúng ta điều này, điều nọ. Chúng ta tin vào Chúa và lời hứa của Chúa Giêsu. Có những người đã trông thấy Chúa Giêsu, đã nghe người nói, đã động chạm đến người và cảm nghiệm thấy sự cứu độ và chữa lành ngay ở thân xác và tâm hồn họ. Cũng vậy, những dấu hiệu hữu hình của các bí tích mang chữ ký của Thiên Chúa
gửi đến cho con người, trong toàn diện con người của họ, chứ không phải chỉ trong trí tuệ mà thôi, cho cả hồn và lẫn xác của chúng ta. Đó là qua những dấu hiệu hữu hình mà Chúa đã ban những ơn cho toàn diện con người chúng ta, cả hồn lẫn xác. Cho nên Đức Kitô đã lấy thần lực của Chúa mà ban tặng cho chúng ta tất cả những gì chúng ta được sống và sống đạo đức là nhờ ơn thánh của Chúa. Khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta, nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, khi Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất là quý báu và trọng đại mà Chúa đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra ở trong trần gian. Chúng ta được thông phần vào bản tính của Chúa nhờ sức mạnh của Chúa ban cho. Trong hai thư thứ hai của Thánh Phêrô, chương 1 câu 3 đến câu 4. Cho nên Chúa cho chúng ta có hồn và xác, và Chúa cũng thể hiện các bí tích có dấu bên ngoài để chúng ta biết, có cái mô thức để đọc, để nói rõ ràng, và chính Chúa hành động bên trong cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu hành động trong các bí tích để làm cho chúng ta nên con cái của Chúa. Câu hỏi số 175 là tại sao các bí tích lại thuộc về quyền giáo hội và tại sao người ta không thể lãnh nhận như người ta muốn? Xin thưa là các bí tích là quà tặng của Chúa Kitô ban cho hội thánh. Cho nên hội thánh có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi giữ gìn để tránh xảy ra những lạm dụng xúc phạm. Đó là cái quà tặng nhưng không của Chúa. Và Chúa đã trao ban cho hội thánh. Cho nên Chúa Giêsu đã trao các lời nói, các dấu hiệu bí tích cho đích thân những con người cụ thể. Ở đây là các tông đồ, và các ông đã truyền lại cho những người kế vị. Người không trao cho một nhóm người vô danh đâu. Ngày nay có thể nói là người không để di sản của người được dùng tự do như và chúng ta vào Internet. Nhưng người đã chỉ định ở một nơi rõ rệt. Phép bí tích có đó là cho hội thánh và bởi hội thánh. Các bí tích có đó cho hội thánh bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô. Hội thánh được Chúa Kitô thiết lập, nuôi dưỡng và hướng dẫn đi tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích Chúa Giêsu thành lập. Cho nên các bí tích có đó bởi hội thánh vì các bí tích là những sức mạnh của thân thể Chúa Kitô. Chẳng hạn bí tích hòa giải, trong đó Chúa Kitô được đại diện bởi linh mục để tha tội cho chúng ta. Cho nên Chúa cho các tông đồ ở trong một hội thánh để hội thánh có các bí tích ân sủng của Chúa để ban cho nhân loại. Cho nên hội thánh có các bí tích để chúng ta được gia nhập vào hội thánh, vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, để chúng ta nhận lãnh mình máu của Chúa Kitô và cùng ăn một tấm bánh, cùng là chi thể của Chúa Kitô, cùng là một với Chúa Kitô. Cho nên đó là sức mạnh cho chúng ta. Và Chúa Giêsu rất là cụ thể. Ngài không có nói hoàn toàn ở trong tinh thần, vì chúng ta không có nhận được. Chúng ta có hồn, có xác. Chúng ta cần những cái dấu bề ngoài. Như khi Chúa chữa lành cho người mù, người dẫn anh ta ra khỏi làng. Sau khi bôi nước miếng vào mắt và trán anh, người hỏi anh có thấy gì không? Anh thấy lờ mờ thì Chúa lại đặt tay và cho anh ta cái thị giác. Marco chương 8 câu 23. Cho nên Chúa cụ thể, dĩ nhiên Chúa chỉ phán một lời là có ngay lập tức, nhưng mà Chúa bôi nước miếng vào mắt của anh để cho thấy một cái dấu hiệu mà Chúa tái tạo lại cái thị giác cho anh ta. Và khi chúng ta nhận lãnh mình máu của Chúa cũng vậy. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa đã ăn và uống án phạt cho mình. 1 Cô-rinh-tô chương 11 câu 29. Nên chúng ta ý thức là chúng ta ăn mình và máu của Chúa Kitô, chứ không phải là chúng ta chỉ ăn một cái bánh hay một miếng đường. Nó chẳng là gì hết. Nhưng mà ăn chính mình máu của Chúa Kitô. Bên ngoài là bánh và rượu. Bây giờ nói rằng chúng ta nhận Chúa Kitô nhưng mà nhận một cách thiêng liêng.
chúng ta làm sao cảm nhận được. Nhưng mà qua cái vẻ bên ngoài của bánh và rượu, bản thể của bánh và rượu đó đã biến thành mình máu của Chúa Kitô, đó là quyền năng của Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài đã sáng tạo cái bí tích thánh thể này cho chúng ta. Cho nên chúng ta ý thức là không phải chúng ta ăn cái bánh hay là uống chén rượu, mà là ăn chính mình máu của Chúa Giêsu, là hiệp thông trong tình yêu nên một của Chúa Giêsu. Các tông đồ của Chúa, các linh mục, giám mục của Chúa được coi là những đầy tớ của Chúa Kitô. Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 1 Côrintô chương 4 câu 1. Ân riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Nên Chúa trao các bí tích cho giáo hội, để giáo hội biết ban phát đúng, để phục vụ kẻ khác, biết quản lý những ân huệ thiên hình vạn trạng của Chúa. Thứ nhất của Thánh Phêrô chương 4 câu 10. Và tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. 1 Côrintô chương 15 câu 3. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của Người đối với nhân loại, không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Ngài thương xót nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Cho nên nhờ phép rửa, Chúa ban Thánh Thần để tái sinh và đổi mới chúng ta. Tito chương 3 câu 4 đến câu 5. Cho nên bí tích mà chúng ta lãnh nhận để biến đổi chúng ta, để tái sinh chúng ta, để đổi mới chúng ta trở nên con cái của Chúa, chứ không phải là một người bình thường nữa, mà là những người con thật của Chúa. Và chúng ta biết là có những bí tích ghi dấu ấn chúng ta trở nên con cái của Chúa rồi, không có thay đổi nữa. Câu hỏi số 176 là: bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời mà thôi? Đó là ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chỉ có một lần thôi là đủ rồi. Vì qua bí tích rửa tội chúng ta nên con cái của Chúa rồi. Bí tích thêm sức, chúng ta được nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần, bảy ơn của Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn can đảm, sức mạnh, ơn kính sợ Chúa, để chúng ta được liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu hơn. Và bí tích truyền chức thánh cũng chỉ nhận một lần để trở nên một linh mục của Chúa, một thầy sáu, một linh mục, một giám mục. Những bí tích này in dấu không thể xóa nhòa vào linh hồn của người lãnh nhận. Giữa tội và thêm sức làm chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô, một lần là đủ. Truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. Cũng như chúng ta đã là con cái của cha mẹ, thì là mãi mãi, chứ không phải chỉ đôi khi hoặc là một chút thôi. Cũng vậy, khi nhận bí tích rửa tội và bí tích thiên sức, chúng ta được làm người con của Chúa mãi mãi, giống như Chúa Kitô, và là chi thể của Hội Thánh Người. Chứ không phải là chúng ta là con cái của cha mẹ trong có mấy ngày thôi, hay là lúc thì nhận, lúc thì không. Không phải như vậy. Luôn luôn là con cái của cha mẹ. Thì qua bí tích rửa tội, chúng ta mãi mãi là con của Chúa. Cho nên Chúa có quyền năng ở trên chúng ta và ban phát biến đổi chúng ta, để chúng ta trở nên chứng dân cho Chúa. Nếu chúng ta sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa và trao cái tự do của chúng ta cho Chúa, thì Chúa sử dụng chúng ta như Chúa muốn. Trường hợp bí tích truyền chức thánh cũng vậy. Đó không phải là công việc của chúng ta làm cho đến khi nghỉ hưu đâu, mà đó là một ân sủng chúng ta lãnh nhận, không thể hủy bỏ được. Vì Thiên Chúa đấng trung tín, nên hiệu quả các bí tích mà Kitô hữu đã lãnh nhận như để đáp lại ơn Chúa mời gọi, như là ơn gọi, và như ơn gìn giữ của Chúa. Vì thế, chỉ được lãnh các bí tích này một lần mà thôi. Bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh, chỉ một lần thôi là đủ rồi. Vì chúng ta mãi mãi là con của Chúa, và người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh cũng vậy, mãi mãi là một ân sủng để phục vụ, không thể nào hủy bỏ được, để phục vụ cho chương trình của Chúa, để cứu độ mọi người con cái của Chúa. Cho nên Chúa là đứng trung tín,
Ngài để cái hiệu quả của bí tích Kitô hữu trên chúng ta, mời gọi chúng ta nên tông đồ của Chúa và mãi mãi là người phục vụ cho cái chương trình cứu độ của Chúa, để rao giảng lời Chúa, để thánh hóa mọi người qua bí tích và để quy tụ mọi người trong một hội thánh với cái tổ chức cụ thể rõ ràng, từ Đức Giáo Hoàng xuống các giám mục, các linh mục, từng người giáo dân. Câu số 177. Tại sao cần phải có lòng tin trước khi nhận lãnh bí tích? Nếu không có lòng tin thì việc nhận lãnh đó nó không có hiệu quả gì hết. Xin thưa là vì bí tích không phải là một ảo thuật đâu. Bí tích chỉ sinh hiệu quả khi người ta hiểu biết và lãnh nhận với đức tin. Nếu mà người ta không biết và không tin thì làm sao mà nhận lãnh được, vì Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Các bí tích không chỉ đòi có đức tin mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin nữa. Nếu chúng ta không tin bí tích rửa tội, chính Chúa Giêsu rửa tội chúng ta để chúng ta mãi mãi là con của Chúa. Chúng ta không tin, chúng ta không hiểu thì việc nhận bí tích rửa tội nó vô ích quá. Và khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải sống đúng là một người con với Cha trên trời, một người con hiếu thảo yêu mến Cha của mình trên trời. Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ bằng việc rao giảng tin mình, làm phép rửa cho họ, nghĩa là trước hết khơi dậy đức tin cho họ rồi sau mới rửa tội, tức là phải rao giảng trước rồi mới rửa tội. Như thế chúng ta nhận hai điều từ hội thánh: đức tin và bí tích. Ngày nay người ta không trở thành Kitô hữu bằng cách chỉ nhận một lễ nghi hoặc chỉ ghi tên vào sổ, nhưng là bằng việc đón nhận đức tin chân thật. Chúng ta nhận được đức tin chân chính này từ hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó, bởi vì đức tin của hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay là của một cộng đoàn được. Phải theo luật phụng vụ mà thi hành đúng như ý muốn của Chúa Kitô và hội thánh. Cho nên khi nhận bí tích, chúng ta phải có niềm tin, cái lòng tin, có hiểu biết. Một em bé được rửa tội do lòng tin và sự tuyên xưng của cha mẹ. Và khi lớn lên, qua chức thêm sức, nó được học hỏi đầy đủ để sống cái niềm tin của mình. Cũng như một cây nến được thắp sáng nhờ lửa của cây nến khác, thì đức tin cũng được thắp sáng nhờ đức tin. Đức tin của người này ảnh hưởng tới người kia. Và Chúa Giêsu đã thắp sáng cái ngọn lửa đức tin đầu tiên cho các tông đồ. Các tông đồ ra đi rao giảng và cũng tiếp tục thắp sáng cái ngọn lửa đức tin đó cho mọi người cho đến tận thế. Và câu 178 là: nếu bí tích được người không xứng cử hành, bí tích sẽ không sinh hiệu quả phải không ạ? Xin thưa là không. Bởi vì các bí tích có hiệu quả khi hành động được hoàn tất, nghĩa là hiệu quả của bí tích không tùy vào bản thân của người làm đâu, vì chính Chúa Kitô đang hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người làm cái ý muốn làm như hội thánh làm. Cái ý hướng nó rõ ràng như vậy. Những ai cử hành các bí tích phải sống đời sống gương mẫu. Các bí tích có tác động không phải do sự thánh thiện của người cử hành, nhưng do chính Chúa Kitô hoạt động trong họ. Tuy nhiên, người vẫn tôn trọng tự do của chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích. Vì thế, các bí tích chỉ tác động một cách tích cực nếu chúng ta cộng tác với Chúa Kitô. Cho nên, cái người cử hành bí tích họ thế nào thì bí tích đó vẫn thành sự như thường, bởi vì chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Và vì vậy mà chúng ta biết rằng giống như cái công tắc điện, nó làm bằng nhựa hay làm bằng sành không thành vấn đề. Điều quan trọng là có cái sức sống ở bên trong, có cái nguồn điện ở bên trong để nó truyền điện tới cái bóng đèn và đèn nó sáng. Thì chúng ta cũng vậy, nhờ Chúa Kitô hoạt động qua các bí tích mà Chúa Giêsu thành lập, để chính Chúa Kitô đang làm cho chúng ta.
Cho nên những dụng cụ của Chúa, màu đen, màu đỏ, hoặc là cục sành, cục nhựa, có sạch, có dơ gì, không thành vấn đề. Miễn là sức sống của Chúa đến với chúng ta, hiệu quả của chức đến với chúng ta, vì chính Chúa Kitô đang làm tất cả điều đó cho chúng ta. Vì vậy mà phụng vụ là tập trung về chính Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa, và các bí tích là những công việc của giáo hội để thờ phượng Chúa và để nhận lãnh các ân thánh của Chúa. Cho nên cái người cử hành bí tích phải sống đời sống gương mẫu, nhưng mà nếu họ có tội lỗi đi nữa, bí tích vẫn thành sự cho chúng ta. Các bí tích có tác động không phải do sự thánh thiện của người cử hành đâu, mà do chính Chúa Kitô hoạt động ở trong thừa tác viên đó. Và chúng ta biết là cử hành các môn nhiệm của Chúa Kitô như thế nào ở trong chương 2, tức là cử hành phụng vụ. Ở trong kinh điển tụng chúng ta thường nghe: vì thế cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và chung một tiếng hát rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa vũ trụ, trời đất đầy vinh quang Chúa. Cho nên chúng ta biết là tất cả mọi thứ trên trần gian đều diễn tả vinh quang của Chúa, trời đất đầy vinh quang của Chúa, chính Chúa thực hiện, chính Chúa làm, và các triều thần thánh trên trời đều ca ngợi Chúa đấng ba lần thánh, 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 thánh. Và chúng ta cùng hiệp với các thiên thần, các thánh để chúc tụng ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa. Bước sang câu hỏi số 179. Ai cử hành phụng vụ? Thì trong các phụng vụ cử hành ở đời này, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ, bao gồm các thiên thần và con người còn sống và đã chết, quá khứ, hiện tại, tương lai, cả trời và đất. Đây là một phụng vụ có tầm cỡ vũ trụ. Linh mục và các tín hữu tham dự theo cái cách khác nhau. Cho nên cử hành phục vụ chính là Đức Kitô. Và linh mục thừa tác thì cộng tác với Chúa Giêsu để thể hiện một cách cụ thể. Còn các tín hữu tham dự một cách khác trong cái chức tư tế cộng đồng. Khi cử hành, chúng ta phải sửa soạn tâm hồn cho cái biến cố lớn lao được thực hiện ngay ở đây. Và bây giờ Chúa Kitô đang có mặt, và cùng với Chúa Giêsu thì có cả thiên đàng, triều thần thánh trên trời. Trên đó mọi người tràn đầy niềm vui khôn tả và niềm yêu thương nhau ân cần đối với chúng ta. Cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền diễn tả bằng những hình ảnh màu nhiệm về phụng vụ thiên quốc. Đó là những gì mà chúng ta đang cử ở trên trần gian, kết thiệt với phụng vụ trên thiên quốc. Chứ không phải là chúng ta cử hành phụng vụ một mình, nhưng mà cử hành cùng với Chúa Kitô và trên thiên quốc, để mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Chúa Thánh Thần. Câu hỏi số 180. Tại sao thánh lễ đôi khi được coi như là việc thờ phượng? Công trình của Thiên Chúa trước hết là công trình mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Sau đó mới là công trình chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Trước hết là chính Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Rồi chúng ta mới dâng lên Thiên Chúa những cái lao công của mình, những hy sinh của mình, con người của mình. Chúa ban mình cho chúng ta dưới hình thức các dấu hiệu thánh, để chúng ta cũng làm như Chúa đã làm, là hiến trọn thân mình cho chính Chúa, vì chúng ta nhận lãnh từ nơi Chúa. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Gioan chương 10, câu 10 đến câu 11. Cho nên phụng vụ được coi là công trình của Chúa. Chính Chúa thực hiện cho chúng ta, rồi chúng ta mới dâng lên Chúa trọn vẹn con người của mình với tất cả những hy sinh, những tâm tình yêu mến Chúa. Cho nên Chúa Giêsu có mặt trong lời của người và trong các bí tích. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện ở đó. Đó là điểm quan trọng trước hết và trên hết trong toàn bộ cuộc cử hành thánh thể. Sau đó mới đến chúng ta. Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta để chúng ta dâng cho người hiến tế thiêng liêng
của đời chúng ta. Trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô hiến mình cho chúng ta, để chúng ta hiến mình chúng ta cho Ngài, và chúng ta được nên một trong tình yêu với Chúa Kitô. Chúng ta đưa cho Ngài như thể là một tấm chắc, một tấm phiếu ngân hàng để trống về cuộc đời chúng ta. Như vậy, chúng ta tham dự vào khí tế của Chúa Kitô, đấng cứu độ và biến đổi chúng ta. Đời sống của chúng ta ở trên trần gian được phóng chiếu lên nước thiên đàng. Thiên Chúa có thể sống đời sống của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người, ở trong tâm hồn khiêm cung hiền lành, bé mọn, chứ không phải ở một tâm hồn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà Chúa Giêsu ở trong mỗi người chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, và chính Chúa đã thực hiện mọi công việc từ sáng tạo cho tới cứu độ. Tất cả đều là quyền năng nhưng không của Chúa. Chúa đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào hơn, sống hạnh phúc hơn. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Marco chương 10, câu 44 đến câu 45. Để thêm Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà Ngài không đến để được phục vụ, mà Ngài đến để phục vụ. Cho nên Ngài đã thể hiện cái tình yêu của Chúa qua bí tích thánh thể, qua sự hy sinh của Ngài trên thập giá, cho đến chết trên thập giá. Vì yêu thương chúng ta, để chúng ta được sống hạnh phúc đời đời. Cho nên trong phục vụ, được coi là công trình của Chúa. Câu số 181. Tại sao có quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng trong phụng vụ? Thiên Chúa biết chúng ta không những là những con người có tinh thần mà còn có thể xác. Vì thế chúng ta cần cái dấu hiệu và biểu tượng để thấu hiểu và diễn tả các thực tại thiêng liêng hay thâm sâu ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta muốn chúng ta luôn dùng những dấu hiệu để diễn tả những tâm tình thâm sâu giúp chúng ta hiểu nhau, như là một bông hồng để tặng cho nhau để diễn tả tình yêu thương nhau, hoặc là một hình vẽ để diễn tả một cái gì đó, hay là một cái dấu hiệu của một lá cờ. Thiên Chúa đã làm con người, cũng dùng những dấu hiệu của loài người để sinh sống và hành động giữa chúng ta, như Ngài dùng bánh và rượu, nước rửa tội, dầu của Thánh Thần. Còn chúng ta đáp lại các dấu hiệu thánh của Thiên Chúa bằng các dấu hiệu như là cung kính, quỳ gối, đứng để nghe lời Chúa, cúi mình, chắp tay, là những dấu hiệu bên ngoài để diễn tả cái lòng bên trong của ta. Thờ phượng yêu mến Chúa. Trong lễ cưới chẳng hạn, chúng ta trang trí nơi Chúa hiện diện bằng những gì đẹp nhất như là hoa, là đèn, là ca nhạc. Tuy nhiên, cũng cần giải thích ý nghĩa của các dấu hiệu đó. Tại vì có những dấu hiệu mà người ta không hiểu hết được, cũng cần phải giải thích. Và chúng ta dám chắc là ngôn ngữ biểu tượng phải là ngôn ngữ xa lạ duy nhất mà mỗi người chúng ta phải học cho biết. Chứ không phải dễ gì mà hiểu hết được. Cũng giống như bây giờ chúng ta không học về Morse, thì làm sao người ta thổi tích 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 hay là tích tè là chữ gì? Chúng ta không học, làm sao chúng ta biết được? SOS thổi như thế nào? Ba cái tích, ba cái tè như thế nào? Thì người ta mới nhận ra. Không học thì chúng ta không biết. Cho nên những biểu tượng ở trong phong vụ chúng ta cũng phải học. Câu hỏi số 182. Tại sao các dấu hiệu thánh của phụng vụ cũng cần lời đọc nữa? Cử hành phụng vụ có nghĩa là gặp gỡ Thiên Chúa để cho người hành động, để nghe người nói và đáp lời người. Giống như các cuộc đối thoại luôn cần diễn tả bằng lời nói và cử chỉ. Cho nên gặp gỡ Chúa thì chúng ta phải nghe Chúa nói và phải đáp trả lại. Chẳng hạn như vui mừng thì diễn tả bằng Alleluia. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Ê-phê-sô chương 5 câu 19. Cho nên chúng ta biết rõ trong phụng vụ chúng ta phải chúc tụng ca ngợi Chúa, phải đối đáp với nhau. Chúa Giêsu đã nói với loài người bằng cách dấu hiệu và lời nói rõ ràng.
Hội thánh cũng làm như thế khi linh mục dâng lễ vật và nói, đây là mình thầy, đây là máu thầy. Lời này của Chúa Giêsu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích, dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ, mà chính Chúa Giêsu thành lập. Chúa Giêsu đã nói, đã thực hiện, và ngày hôm nay chúng ta lặp lại. Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Ngài có quyền biến bánh và rượu thành bình máu của Chúa. Và không phải chỉ Ngài nói ngày xưa mà thôi, mà ngày hôm nay Ngài truyền lại cho các tông đồ, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Rồi các tông đồ truyền lại cho những người kế vị cho tới ngày tận thế. Và giống như một công tắc điện, Chúa bảo, Chúa lập sẵn hết rồi. Chúa bảo bật công tắc lên thì đèn nó sáng. Thì chúng ta cứ làm đúng như lời của Chúa Giêsu, thì chính Chúa Giêsu đã sắp đặt để cho cái nguồn sức sống bên trong là Chúa và chính Chúa làm cho chúng ta. Khi linh mục đọc đây là mình ta, đây là máu ta, thì ngay lập tức bánh và rượu thành mình máu của Chúa. Không phải quyền năng của linh mục, mà là quyền năng của Thiên Chúa vượt thời gian, vượt không gian, và Chúa đang hiện diện với chúng ta trong thánh lễ ngay lúc đó. Cho nên chúng ta biết rõ ràng là chính Chúa đang ở trong chúng ta, đang hiện diện với chúng ta, ở với chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta cái hạnh phúc ở trong Chúa, trong tình yêu với Chúa, qua những cái dấu bề ngoài, qua bánh và rượu, qua những cái dấu hiệu bên ngoài, để cho chúng ta nhận lãnh chính Chúa, được nên một với Chúa, và cũng rõ ràng cho chính chúng ta là có hồn, có xác, chúng ta muốn cái gì cụ thể, và chúng ta không thấy được phần thiêng liêng, nhưng mà do dấu bên ngoài chúng ta biết bên trong Chúa đang làm cho chúng ta, bởi vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp câu 183 về âm nhạc trong phụng vụ, về những tác động phụng vụ đến trong thời gian như thế nào. Chúng ta sẽ lần lượt để học và cả cái năm phụng vụ như thế nào. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.